Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá tiêu ngày 16 tháng 4 năm 2022 được phát trên kênh Rick Hill YS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 16 tháng 4 năm 2022, Rick Hill YS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Hiện nay, hạt tiêu đen là một mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và làm đẹp, được chế biến thành gia vị và chiết xuất thành tinh dầu. Ngoài ra, hạt tiêu đen còn được sử dụng trong lĩnh vực y học do chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chữa đau dây thần kinh, nhiễm trùng dạ dày, viêm phế quản và bệnh bạch biến. Thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ. Bởi những nơi thiếu hàng, buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghim giá. Lâu nay, giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin, giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 100 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 100.000 đồng 1 kg trở lên, nhiều khả năng lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới khoảng 40.000 tấn. Theo như báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt, cho nên giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam ra giảm nhập khẩu tiêu từ các nước nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu tăng trong năm 2022. Trên thực tế, nhiều đại lý đã mua cao hơn giá tham khảo trên mạng, vây quanh mốc 90.000 đồng 1 kg, thể hiện đang rất khát hàng. Do vậy, các chuyên gia dự báo rất có thể đỉnh sẽ tiếp tục được lập nên trong năm nay. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 75.500 đồng một ký cho đến 81.000 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 77.000 đồng 1 ký cho đến 79.000 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 76.000 đồng 1 ký cho đến 78.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 79.000 đồng 1 ký cho đến 80.000 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 79.000 đồng 1 ký cho đến 81.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu cao nhất trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 78.000 đồng 1 ký cho đến 80.000 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 75.500 đồng 1 ký cho đến 77.500 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2018, nhưng do thiếu nguồn cung, nhiều người trồng tiêu không mấy tin tưởng vào hạt tiêu đen, thậm chí giảm diện tích trồng để bớt phụ thuộc vào thị trường biến động. Việc giá hồ tiêu xuống thấp trong những năm trước khiến người trồng tiêu tại Việt Nam cũng như một số nước sản xuất khác dừng mở rộng diện tích, giảm chăm sóc cây tiêu, một số phá bỏ tiêu để trồng loại cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Theo khảo sát thực tế, nhiều nông dân không bán được với giá cao như vậy vì tiêu của vụ trước đã bán gần hết. Nông dân trồng tiêu sẽ sớm thu hoạch vụ tiếp theo, nhưng sản lượng vẫn thấp do hầu hết tiêu vẫn còn xanh và việc thu hoạch chậm do thiếu nhân lực lao động. Do tình hình sản xuất hạt tiêu của Việt Nam được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến giá tăng mạnh trong năm nay. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới đã cảnh báo về sản lượng hồ tiêu sụt giảm trên toàn cầu do sản lượng của Việt Nam giảm 8%. Nguồn cung tiêu hiện nay đang tiếp tục được bổ sung khi mà Việt Nam đang trong vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, dù giá tiêu có tăng nhưng nhìn chung vẫn ở mức rất thấp, trong khi chi phí sản xuất có xu hướng tăng mạnh hơn. Hiện nay, dù giá hồ tiêu có tăng, nhưng nếu tính giá phân bón và nhân công lao động thì lại tăng nhiều hơn. Do đó,
người trồng tiêu cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Về triển vọng năm 2022, hầu hết các chuyên gia đều nhận định đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu đều có chung một kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng. Do cung và cầu hồ tiêu đang dần trở về trạng thái cân bằng, thậm chí có thể thiếu hụt nếu tình hình sản xuất không thuận lợi. Tất cả mọi dự báo đều chỉ ra một chu kỳ phục hồi giá mới với nhu cầu toàn cầu cao và nguồn cung thiếu hụt, nhưng vẫn là rủi ro lớn với người trồng tiêu. Hiện nay, các địa phương đang thu hoạch rộ hồ tiêu vụ mới. Trong dịp này, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chú ý hơn đến các khâu thu hoạch khi tiêu đủ độ chín, phơi sấy sản phẩm đúng cách để nâng cao chất lượng. Sau thu hoạch, bà con cần chăm sóc, phòng bệnh đúng cách và kịp thời, với mục đích để vườn cây hồ tiêu được tăng sức đề kháng, chống chọi tốt với các loại dịch bệnh nguy hiểm như chết nhanh hay chết chậm. Cần đẩy mạnh và áp dụng các phương thức canh tác theo quy trình nông nghiệp tốt. Trong đó, cần dùng trụ sống cho tiêu leo, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm. Hiện nay, có nhiều thông tin dự đoán về sản lượng vụ đang thu hoạch của Việt Nam. Theo phản ánh, hầu hết đều cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã kết thúc hai chuyến khảo sát trong tháng 2 năm 2022. Những kết quả và đánh giá của hai đoàn công tác sẽ đóng vai trò cho sự phát triển của ngành hồ tiêu thời gian tới. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu có xu hướng giảm trong tháng đầu tiên của năm 2022, nhưng đã bật tăng trở lại trong tháng 2 vừa qua. Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IPC cho biết, Mỹ đã có đơn hàng cho năm 2022, trong khi thị trường Trung Quốc thì sức mua bắt đầu chậm lại và châu Âu tương đối dè dặt nhập hàng. Theo dự báo, sức mua từ thị trường Trung Đông có thể chưa tăng trở lại sớm như dự định. Năm 2022, về cơ bản, nhu cầu hồ tiêu toàn cầu vẫn ổn định, trong khi nguồn cung toàn cầu không tăng. Những diễn biến về sản lượng vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2022 đang diễn ra tại Việt Nam sẽ là yếu tố chính dẫn dắt giá hồ tiêu toàn cầu trong năm nay. Hai xu hướng trái chiều giữa cung và cầu là điều kiện khiến ngành hồ tiêu được dự báo sẽ khan hiếm nguồn cung trong năm 2022. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex cho biết, giá hồ tiêu nguyên liệu trong năm 2022 có thể đạt ngưỡng 100.000 đồng 1 kg, thậm chí có thể cao hơn khi các thị trường trên thế giới đồng loạt thu mua để phục vụ cho hoạt động tiêu dùng trở lại của người dân. Ngành hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng giá hồ tiêu có thể chạm ngưỡng 150.000 đồng 1 kg và Việt Nam luôn giữ vị thế số 1 về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Chính vì vậy, chỉ cần các doanh nghiệp không bán hàng thì sẽ có thể đẩy giá hồ tiêu tăng vọt. Rick Hill YS xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!